Đêm hôm khuya khoắt, một chiếc xe vượt qua sự náo nhiệt để đến nơi thanh vắng, tài xế không nhận ra một chiếc xe đang bám sát phía sau anh ấy. Chiếc xe phía sau đột nhiên tông vào chiếc xe trước mặt, tài xế cũng sẽ xuống xe chụp hình, phân bua như thường lệ, bồi thường bảo hiểm. Nhưng khi người tài xế đang chụp hình, đối phương đột nhiên đâm một nhát, rồi 2, 3, 4 nhát kế đó. Kẻ ác đầu tiên đã xuất hiện, bởi vì liên tiếp xảy ra án mạng trong khu vực quản lý, cảnh sát chê ông đau cả đầu, từ cách gây án như một series, anh đã nhận ra đây là vụ án giết người liên hoàn, đáng tiếc cấp trên lại không tin, đồng thời, bởi vì anh thường hay bực dọc và bốc đồng, cố ý cho anh điều tra mấy vụ án thông thường, anh chê ông có sức nhưng không có chỗ làm lại càng sôi máu, anh chỉ có thể tìm một vài tên cô hồn vặt vãnh để chút giận, mấy người xem anh ta xử lý có chỗ nào giống cảnh sát. Còn ống kính bên kia, nhân vật chính của chúng ta đã lên sàn, thủ lĩnh xã hội đen, ma rong xéo, ông ma cũng thật thích khoe hàng, ông ta để lộ cánh tay xăm kín tập luyện đấm bốc, một đấm của ông ấy có thể làm đối thủ nó cao, nhưng khi tháo bao cắt xuống, bên trong đặt một người máu thịt lẫn lộn, ông ấy cũng là một kẻ ác, đàm phán không suôn sẻ, hai tên đàn em bắt đầu chửi rủa, ma rong xéo liền đi đường quyền với nó, đối phương thì sao? Nhổ xong, còn thả hai chiếc răng đầy máu, vào trong ly rượu, cười như không cười mà hỏi, thêm một ly, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta là kẻ ác thứ ba. Hôm đó, lại là một đêm mưa gió bình thường, mà dòng xe ốc một mình lái xe về nhà, đúng lúc chú bị bám đuôi, hai người xuống xe, lúc ông ấy không để ý, chuẩn bị để thanh niên phía sau đi, nhưng hắn ta tiến đến đâm ông ấy một nhát vào eo, đúng vậy, mà dòng xe ốc đã bị tên sát nhân ma quỷ ấy nhắm vào, nhưng trùm xã hội đen nào có ăn chay niệm Phật, ông ấy vừa bị đâm một dao không những còn tỉnh táo, đoạt hung khí trong tay hung thủ mà còn hành nó ra bã. Sau đó, dựa vào hình thể rắn chắn tiếp tục vật ngã hắn, ông ấy cuối cùng đã đánh tên sát nhân bỏ chạy, dù bản thân đã thương tích đầy mình, mà một nhát này cũng đã hoàn toàn bóc trần tất cả vụ án đã xảy ra lúc trước lại. Ông trùm ma muốn bắt tên quỷ đó để báo thù, cảnh sát chê ông thì muốn phá án để lấy lại danh dự. Ma Rong Seok nhận ra dáng vẻ của tên sát nhân đó, còn nhớ rõ biển số xe của hắn, cảnh sát chê ông lại có một tập thể chuyên nghiệp, lần theo vết máu mà tìm được ADN, vì vậy vốn dĩ là hai người là đối thủ một mất một còn, bởi vì mục đích giống nhau nên buộc chặt với nhau, hai người có đánh chết cũng không ngờ sẽ tham gia chung sức, nhưng họ lại không thể không đề phòng đối phương. Đây là một tổ hợp gì đây? Cảnh sát chê ông nói, một kẻ xấu bắt một kẻ xấu khác. Ông ma lập tức phản bác, không, đây là hai kẻ xấu sẽ bắt kẻ xấu nhất. Anh cảnh sát chê ông không ưa gì ma rong xéo, vì đã quy anh ấy là kẻ xấu. Anh ta lấy súng đe dọa ông trùm, nhưng ông ta chẳng những không sợ, mà còn trừng mắt nhìn anh chê ông. Một đêm nọ, tên quỷ sát nhân đến một bãi đỗ xe, vốn chỉ muốn uống cà phê, hắn đột nhiên nghe thấy một tên đàn ông đang mắng vợ trên điện thoại. Vậy tôi phải làm gì đây? Tôi phải nỗ lực kiếm tiền. Tại sao ngày sinh nhật của con quan trọng như thế? Tôi phải nỗ lực kiếm tiền. Đoạn đối thoại của anh ta cũng chỉ là một đoạn thông thường, nhưng đã hoàn toàn chọc tức tên sát nhân, hắn đột nhiên rút dao đâm vào người lạ ấy, vừa đâm vừa nói, mày không nên có con. Lần này cũng như lần trước, mỗi lần hắn ra tay giết người, đều nhân lúc đối phương không chú ý, hoặc từ sau lưng, hoặc đang làm chuyện của mình. Nói trắng ra, hắn giết người, không phải để chứng minh bản thân có tiếng nói, mình có thể nắm giữ mạng sống của người khác, mà lúc tình hình điều tra đang dầu sôi lửa bỏng, mà dòng xe ốc cũng bắt đầu động não tính toán chi li. Ông ấy gọi đàn em đắc lực của mình tới, đem theo hung khí gây án đã vơ vét được từ hiện trường vụ mưu sát của tên sát nhân hàng loạt giết chết băng đảng bấy lâu muốn cướp địa bàn của ông ấy, như vậy coi như đổ hết tội lên đầu tên giết người hàng loạt kia. Lúc này tên giết người phát hiện ra bản thân lại bị người khác vu khống hãm hại, hắn nổi khùng lên, hắn là tên giết người nhưng không muốn nhận thay tội cho kẻ khác. Hắn đến tang lễ của tên xã hội vừa mới bị giết và gặp ma rong xéo ở đấy. Tên giết người còn tới trước mặt của đàn em đối phương đưa một trang giấy, tên đàn em vừa nhìn đã hiểu là ông giết người, là ông giết đại ca của tôi, ông đợi đấy. Bên kia, bởi vì vụ án cứ trì trệ không hề tiến triển, cục cảnh sát phía trên trách chê ông tội làm việc không hiệu quả, anh ấy bị ép hoàn toàn không được nhúng mũi vào vụ án, hôm đó quyền hạn đồng nghiệp cũng không còn nên anh ta chỉ có thể đến gặp ma rong xéo cùng nhau điều tra dấu vết hung thủ. Chính vào lúc cả hai tìm thấy một ít chứng cứ, một đám người cầm gậy đột nhiên hùng hổ phá cửa xông vào, hóa ra là cậu em trai báo thù tới. Cậu ta liếm cái răng vàng được chồng, trong lòng nghĩ rằng tao hôm nay phải giết chết tụi mày, nhưng thằng em non dạ hiển nhiên đã đánh giá thấp thực lực của hai người này. Không lâu sau, hai người đánh đám nhãi danh nằm bò lết trên sàn, hai người không đội trời chung, lần đầu tiên thật sự tin tưởng đối phương mà kề vai sát cánh tác chiến, đến cả việc cảnh sát chê ông lỡ tay ngộ sát thằng em nhỏ phía đối phương, ma rong xéo cũng thay cậu ta gánh cái mạng đó. Nhưng nếu như tình tiết vụ án không có tiến triển, cảnh sát và xã hội đen làm sao có thể làm chung với nhau? Trở về cục cảnh sát, cảnh sát chê ông lập tức được cho hay mình đã bị tống cổ ra khỏi cục, anh ta bị điều đi xử lý vụ án bắt cóc. Cảnh sát chê ông suy nghĩ trống rỗng, vẫn biết không sợ súng mà đi làm, ai mà biết kẻ sắp đặt vụ án bắt cóc này lại chính là tên giết người hàng loạt. Đây là lần đầu tiên cảnh sát chê ông giao chiến chính diện với hắn ta, anh ta đuổi, hắn ta chạy, cuối cùng tên giết người hàng loạt đã chạy thoát được. Nhưng khi cảnh sát chê ông gửi đoạn ghi âm của tên giết người cho ông trùm ma, hai người lại lần nữa mỉm cười ăn ý, đúng chính là người này. Cuộc chiến giữa trùm cớm và ác quỷ chính thức bắt đầu, Yong và Ma Rong Xéo cùng chạy đua với thời gian. Đây là một trong những cảnh phim xịn sò nhất mà tôi đã từng xem. Dưới hầm xe, bốn người đàn ông đứng trên cao thành một hàng, hai người bên trái là người đứng đầu cảnh sát hình sự, hai người bên phải là ngựa chiến của băng xã hội đen. Bốn người vừa ra lệnh xuống, đám người bên dưới chớp mắt giải tán thành những nhóm nhỏ đi làm nhiệm vụ. Lần này cảnh sát và xã hội đen mới thật sự là đứng cùng một chí tuyến.
lại là một ngày mưa, Ma Dong Seok bật dù hút thuốc, nhìn thấy một nữ sinh đang dầm mưa, còn bị khói thuốc của mình thổi tới. Người thô lỗ như ông ấy, lúc này cũng không tránh khỏi, con người sắt đá nhưng con tim yếu mềm, ông ấy vứt điếu thuốc đưa dù cho cô gái nhỏ, lúc này cảnh sát Cheong cũng chạy tới, cảnh sát Cheong hỏi dù của ông đâu, ông ấy dùng tay chỉ cô học sinh bên cạnh, cảnh sát Cheong bắt chước bộ dạng của một người chú thân thiết, này cô học sinh, đừng nhận đồ của người lạ. Ai mà biết, cô gái trả lời, chú mới giống xã hội đen hơn đấy. Nhìn theo cô gái nhỏ ngồi trên xe buýt đi xa dần, lại không ngờ tới lần gặp tới là khi mọi người đang liên hoan. Bản tin thời sự xã hội trong TV đưa tin về vụ án giết người, cô gái chết rồi, là do tên giết người hàng loạt làm. Cuối cùng điều này khiến cho ngọn lửa chất chứa trong lòng của ông trùm và cảnh sát Cheong bùng lên triệt để, càn quét lục soát hết mọi ngóc ngách. Họ rất nhanh chóng khóa mục tiêu chỗ ở của tên giết người hàng loạt, nhưng tên biến thái dày dặn kinh nghiệm vừa về liền cảm thấy bầu không khí không ổn, chân đạp phanh ga bỏ chạy. Hai bên rượt đuổi nhau khắp khu vực, một phút cũng không tha. Ông trùm đích thân bắt được tên giết người. Chú ấy phán đoán nhờ vào tiếng khóc nức nở của cô gái trong KTV, tên sát nhân hàng loạt đang trốn ở trong phòng này. Đúng vậy. Nhưng cũng là cảnh sát Cheong đích thân cướp hắn ta về. Tuy rằng bắt được tên giết người, nhưng toàn bộ chứng cứ đều là chứng cứ gián tiếp. Chú ý, vân tay của tên sát nhân hàng loạt đều bị hắn tự mình mài mất. Theo luật pháp mà nói, đây không đủ để định tội hắn. Cảnh phim này vô cùng châm biếm. Một bên là người nhà của nạn nhân đang khóc lóc ở bên ngoài bệnh viện. Mà trong bệnh viện, tên giết người hàng loạt này ăn như ăn cỗ. Cho dù cảnh sát Cheong cũng bất lực, mãi tới thời khắc sau cùng, The Gangster, The Cop, The Devil cuối cùng đã đến cao trào. Ngày xét xử, ông trùm lại xuất hiện ở phiên tòa, trở thành nhân chứng duy nhất còn sống trong vụ án giết người liên hoàn này. Ông ấy xuất hiện làm chứng, chính là vào đêm mưa đó, ông ấy cùng tên giết người hàng loạt vật lộn quyết tử. Chứng cứ là vết sẹo trên người ông ấy, còn có vết thương bị đâm của tên giết người. Hóa ra trước lúc nãy, ông trùm và cảnh sát Cheong thật ra đã ký hiệp ước. Khi biết được luật pháp hiện tại không cách nào trừng phạt tên giết người kia, ông trùm nhằm khiến tên ác ma kia chịu sự trừng phạt thích đáng, quyết định hy sinh tự do của bản thân. Ông ấy quyết định ra tòa làm chứng, sợ quái gì bản thân cũng phải ngồi tù. Ông ấy chỉ có một yêu cầu, chính là ngồi tù thì ông ấy cũng phải vào chung một phòng giam với tên giết người. Cuối cùng, Ma Dong Seok cũng được như ý nguyện. Cuối cùng, lần đầu tiên ông ấy hoàn toàn mặt đối mặt với tên ác quỷ. Mà cũng là lúc này, ác ma Kang Kyung Ho lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi thật sự của hắn.